Hello, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với review. Thì hôm nay clip này, ngay sau clip review con Hetronic của Glassen Hair Company, thì mình làm ngay sau nó để chứng minh cho các bạn một cái hiệu năng về sản phẩm. Không vòng vo các bạn nữa, Glassen Hair Company Hetronic thì clip quá dài 30 phút rồi. Mình muốn đi thẳng vào vấn đề, hôm nay mình sẽ review con Texture Powder Volumizing của Glassen. Và nó có trọng lượng là 53g, một trọng lượng tương đối lớn của một sản phẩm powder. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bao bì như thế này. Mình thực sự mà nói, cái đánh giá cao nhất của mình của cái sản phẩm này đó chính là bao bì. Tại sao mình đánh giá cao? Bởi vì hầu hết tất cả các bao bì của powder khác nó là bao bì lõng dốc ra, nhưng với con này là phun ra. Thì mình nhớ duy nhất có một con dạng phun ra mà mình đã từng sử dụng, đấy là Bavarian Blow. Thì Bavarian Blow thì thực ra là giá nó quá cao, nó là 7g mà giá tận 450.000. Thì rất là đắt luôn các bạn, rất là đắt luôn. Và cái điều này nó khiến giảm đi cái lượt người tiếp cận với con Blow. Nhưng với những sản phẩm như con Blow, hay là ví dụ những con sản phẩm mà có trọng lượng thấp. Tại sao mà mình nói trọng lượng thấp? Bởi vì cùng là powder nhưng sẽ chia ra làm hai loại. Một loại là dung tích cao, một loại là dung tích thấp. Dung tích cao sẽ là một cái dạng bột trộn, nghĩa là bột nguyên bản trộn lại với nhau. Dung tích thấp sẽ là một dạng chất nào đấy sử dụng máy móc để khuấy nó lên ở cái tốc độ cao, khiến cho tất cả những cái chất đấy nó chuyển thành dạng bột. Thì một cái không áp dụng công nghệ gì mấy, một cái áp dụng công nghệ thì sẽ có hai tương tác. Cái dạng mà dung tích thấp thì thường nó sẽ mang lại thêm một cái độ dính nhất định để tạo kiểu nữa, ngoài cái việc tạo khô và hút dầu ra. Còn cái dung tích cao này nó sẽ mang lại là gì? Nó sẽ chỉ hút dầu, nó sẽ chỉ giúp làm sạch tóc, giảm độ bóng cho tóc. Rồi một phần nào đấy là giúp tóc phồng lên, nhưng mà nó sẽ không phồng nhiều như loại dung tích thấp. Thì với những ai các bạn đang quan tâm tới một loại powder dễ sử dụng, hôm nay clip này sẽ dành cho các bạn. Mình sẽ nói nhanh về phần bao bì, nhanh về sản phẩm là gì. Thành phần nó sẽ chỉ có 3 thành phần chính, đấy là arrowroot powder, kaolin clay và fragrant powder. Arrowroot powder mình không nhớ rõ nó là arrowroot là cái gì. Kaolin clay là đất sét kaolin và fragrant powder tức là hương liệu mà sử dụng dạng bột. Đó, 3 thành phần chính. Đây, texture powder chúng ta sẽ có hình ảnh cái đài cassette đó, hướng dẫn sử dụng các thứ. Lightwell matte volumizing texture rising powder. Cái này thực ra mà nói thì không có một cái gì gọi là đặc biệt ở trong thành phần cả. Thành phần khá là bình thường luôn, khá là bình thường. Thì đây, chất sản phẩm, gọi là chất sản phẩm thực ra nó vẫn là bột thôi mà. Thì nó vẫn giống như cả loại bột khác. Đó. Nhưng mà nhấn mạnh lại cái thế mạnh của con bột này, đấy là cái chai nó. Và mình rất là hài lòng với cái điều này. Mình không mất công kiểu dốc lên, mình không biết là mình đang dốc cái gì lên. Đấy. Thế nên là tóc đang có sẵn con dầu của Glassen, coi như là tóc đang dầu, thì khi mà kỳ vọng rằng là xịt lên thì nó sẽ cho một cái cảm giác thoải mái, nhìn trông nó đỡ bết hơn. Và sẽ một phần nào đấy, đấy, tóc đang bẹp đúng không? Thì đấy, chứng minh rằng là volume rising sẽ như nào. Các bạn lưu ý nhé, khi bạn dùng bột dạng nào đi chăng nữa, các bạn nhớ che phần mái này để cho nó đỡ bị hất vào mắt. Thực ra thì mùi phấn phấn bột bột nó cũng khá là thơm, nhưng mà nó cũng không có, cũng nghĩa là nó không kiểu giúp chúng ta kiểu có một cái mùi hương cá nhân, nó sẽ không như vậy. Nó giống như kiểu mùi phấn rôm ấy. Thì tại sao mà phải cho vào, nếu mà cái bột này nó vốn dĩ là nó đã có những cái mùi sẵn của nó rồi, thì xin thưa các bạn rằng là mùi đất sét cao lanh nó rất ghê thật sự luôn ạ. Thì đây, sau một lúc vuốt powder lên toàn bộ mái tóc rất dài của mình,
Đó. Hình như các bạn đang thấy cái powder này nó sẽ không giúp cho chúng ta mà giảm đi cái độ bóng của bất cứ một cái loại gì cả. Đấy các bạn đang nhìn thấy đấy. Thực ra là mình thấy là nó cũng có giảm đi một chút, nhưng mà theo kiểu giảm đi kiểu là 0,5 với 1 trên thang 10, thế nên là cũng không đáng kể lắm. Nhưng cái trải nghiệm chung mà khi sử dụng powder này là thấy ngay là gì? Đấy là ngay cả khi mà tóc mình đang rất là bết, mà khi mà mình xịt cái con powder này lên, mình phun con powder này, chính xác là phun chứ không phải xịt các bạn. Phun con powder này lên thì ngay lập tức là mình đã cảm nhận được cái độ nhám và cái độ khô của cái mái tóc của mình. Thì cái con này ấy, khi mà nó sinh ra ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ nhập con này về nhiều, bởi vì là nó có một cái sự tiện lợi. Các bạn dùng cái bao bì này, các bạn dùng con sản phẩm này, các bạn bỏ tiền ra, bạn sẽ có thể mang nó đi và chúng ta có thể sử dụng con này rất linh hoạt. Các bạn mang đi gym, các bạn tập xong các bạn không cần thiết các bạn phải gội đầu, các bạn có thể là xả tóc lại với nước đó, và sau khi đấy các bạn lấy khăn lau khô bớt cái nước ở trên tóc đi, và các bạn xịt con powder lên, lắc mái tóc, và sau đấy các bạn có thể tiếp tục hoạt động với một mái tóc, với một cái da đầu mà hoàn toàn không bết, hoàn toàn là thoải mái. Thì thêm nữa, những cái powder này là cực kỳ cần với những ai mà hoạt động nhiều luôn á, bởi vì khi các bạn hoạt động nhiều ấy và các bạn không kịp làm sạch, thì với những người hoạt động nhiều, cái hormone các bạn phát triển thì gọi là nó kiểu như kiểu nó thúc đẩy cái quá trình kiểu trao đổi chất của các bạn nhiều ấy, nhanh ấy, thì các bạn sẽ thấy rất là rõ ràng là tại sao mình bị nấm. Bởi vì đơn giản thôi, khi mà da đầu các bạn tiết ra dầu và nó không kịp kiểu làm sạch đi, tức là các bạn chưa kịp làm sạch nó đi, thì nó đã ủ ở đấy, nó sẽ đến cái giai đoạn theo kiểu nó tiết thêm ra dầu nữa, nó cứ ủ ở đấy và nó sẽ trở thành một cái gì đấy, nó ban đầu nó sẽ chỉ là một cái mấy cái mụn thôi, xong rồi nó bắt đầu phát triển lên là lâu dần nó thành nấm. Thì ở đây không phải là một cái đồ trị nấm cho các bạn, nhưng mà cái chính xác ra là cái này sẽ giúp các bạn là có một cái da đầu khô, một cái mái tóc khô, để cho các bạn hạn chế cái vấn đề phát triển cái vi khuẩn, phát triển cái nấm ở trên da đầu. Và nhất là khi mà các bạn lại còn đang vừa vận động nhiều, các bạn lại vừa sử dụng sản phẩm gốc dầu nữa, thì khi các bạn gội beard xong ấy thì về cơ bản nó vẫn bết thôi. Và cái beard thì nó vẫn lắm, cái cơ bản nó là sáp, nó là dầu, nó là petro, là mỡ, thì nó vẫn có những cái tương tác tương tự như là dầu tự nhiên của mình hoặc là dầu dưỡng. Thế nên là lại cần powder để giữ lại nó khô, lại cần powder. Tại sao mình không review, không đề xuất các bạn sử dụng những loại powder ví dụ như là Kevin Murphy, ví dụ như là Bivalent, ví dụ như là Ruzo, có thể có một số con khác nữa, mình lại review, đề xuất các bạn sử dụng con này. Tại sao lại như vậy? Bởi vì khi các bạn sử dụng powder này, khi bạn sử dụng động đến những con như thế này, thì các bạn đang cần để phục vụ nhu cầu nuôi dưỡng chứ không phải phục vụ nhu cầu tạo kiểu. Với những con powder có tính năng tạo kiểu ấy, thì thường mình sẽ đề xuất cho các bạn là gì? Các bạn đang lười tạo kiểu, các bạn chỉ muốn xịt pre-styling lên, sau đấy các bạn xác định rằng là tôi muốn một cái độ giữ nếp, độ phồng tương đối thôi, tôi muốn một chút 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 gì đấy thôi, để cho cả ngày tôi hoạt động như vậy. Các bạn dùng những cái powder này, nó là một cái tác dụng khác. Còn nếu mà các bạn sử dụng các powder này, nó là một tác dụng khác. Powder kia nếu mà các bạn thay thế pre-styling, các bạn không thay thế được. Các bạn sử dụng kèm với pre-styling thì nó sẽ đạt một cái độ giữ nếp nhất định, nhưng mà nó cũng lại thừa, bởi vì rõ ràng khi bạn sử dụng sáp cốt tóc vào, sáp cốt tóc nó lại có một đống cái giữ nếp đấy rồi, đúng không ạ? Nếu các bạn sử dụng với những loại sáp vuốt tóc dạng nhẹ thì thông thường sáp vuốt tóc họ sẽ không thiết kế là medium hold, thông thường là không medium hold, thậm chí là light hold là gần như là không có. Thì với những loại sáp vuốt tóc dạng nhẹ thì rõ ràng là chúng ta cũng không cần đến cái loại powder tạo kiểu, nếu chúng ta có pre-styling, và nhất là khi chúng ta có pre-styling chứa muối và đất nữa. Bruzo, Bivalent, Jay Onion Supply, rất nhiều luôn. Thế nên là powder để tạo kiểu nó phần nào nó vẫn giúp chúng ta thôi, nhưng mà vấn đề là nó không phải là lúc nào chúng cũng song hành với chúng ta, thì những cái powder như thế này nó sẽ song hành với các bạn rất nhiều luôn. Chốt lại là với một cái chai 53 gram powder này, mình chưa test theo kiểu thường xuyên lắm để xem là nó sử dụng được bao lâu, nhưng mà dám cá bạn là chắc chắn là thừa một tháng, chắc chắn là thừa một tháng. Thì
các bạn bỏ ra độ khoảng 10.000, hơn 10.000 ngày, độ khoảng 400.000 cho cái chai này, 390.000 cho cái chai này. Và rõ ràng là với những người đã mua Glass Hand thì mình có giảm giá, thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm mà mình không nói là tuyệt vời, nhưng mà đây là một cái sản phẩm thực sự sẽ giúp ích cho các bạn trong một cái quá trình để nuôi dưỡng, để chơi các cái sản phẩm tạo kiểu, và nó giống như kiểu là sao nhỉ, giúp mái tóc và da đầu các bạn khỏe hơn. Cái clip này thì mình nói thật với các bạn là hơi giật cục một chút, bởi vì là cái sản phẩm này với mình ấy, cái ưu điểm lớn nhất của nó đây là cái bao bì, còn cái bảng thành phần mình không có dám nói khẳng định với các bạn nó vượt trội hơn tất cả các sản phẩm khác. Nhưng khi các bạn mua sản phẩm này, khẳng định với các bạn luôn, nó bỏ đơn giản bởi vì cái sản phẩm này họ thiết kế quá thông minh vào một cái bao bì như thế này, hoàn toàn các bạn sẽ không bị đổ, không bị thừa hay là thiếu một cái gì cả. Đơn giản các bạn chỉ cần ấn, cuộc sống nó rất đơn giản, chỉ cần một lần ấn vào cái đầu này thôi, xong đó. Và mình muốn như vậy bởi vì mình nhập nó về và mình nhìn thấy nó với cái bao bì này, nó đúng với những cái gì mà mình theo đuổi ở cửa hàng đơn giản, đó là khi các bạn bước vào các bạn không cần phải phân vân, các bạn chỉ cần nói ra cái nhu cầu, các bạn sẽ có những cái sản phẩm tốt nhất cho những cái nhu cầu đấy. Và đó là những gì ngày hôm nay, cũng như mọi khi, hẹn gặp lại quý vị các bạn lúc 20 giờ hoặc muộn hơn trên kênh YouTube Nguyễn Review, cũng như là chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, cũng như thành công may mắn trong cuộc sống, cũng như là nhớ phòng ngừa Covid và đừng để nó xấu. Nguyễn Review.